hay luôn các bạn ạ. À, quá đẳng cấp luôn các bạn. Đấy, rất hay đúng không các bạn? Vâng. À, xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Trung tâm Bảo hành Điện tử Thế Bình. Với video ngày hôm nay thì mình sẽ tận dụng những cái linh kiện của cái bo mạch của TV các bạn ạ. Bo mạch của TV mà lâu đời rồi không còn tận dụng được nữa thì mình sẽ tận dụng để mình làm một cái mình sẽ có những cái tụ này, rồi có những con hạ áp 5V để mình tạo ra những cái điện áp 15V DC và điện áp 5V DC để cấp cho cái bo mạch công suất của tiếng và cấp cho cái mạch Bluetooth chạy điện áp 5V để phát cái âm nhạc, phát những cái bản nhận và thu phát những cái bài hát và những cái bộ phim chẳng hạn, để mình phát ra cái công suất tiếng để đấu đa loa để nghe nhạc các bạn ạ. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ làm. Trước tiên thì mình sẽ cần phải có một con diode, mình sẽ tận dụng vào cái con bộ cầu diode của con TV này các bạn. Diode cầu. Sẽ tận dụng luôn những con thì sẽ tháo ra mình tận dụng những bộ con diode cầu các bạn. Lấy rất chặt các bạn. Mình sẽ lấy máy thổi, mình thổi ra cho nó nhanh. Rồi, con đi cốt cầu này và bốn chân, có bốn chân, và mình sẽ lấy một con diode để mình nắn ra nguồn là 5V các bạn. Mình sẽ lấy nguồn đầu ra này, lấy một con, tận dụng một con diode này. Bởi vì là cái biến áp, khi mà cái biến áp xung nó tạo ra những cái mức điện áp thì thường thường nó là điện áp AC, và mình muốn là nắn nguồn ra điện áp DC thì các bạn phải có những cái bộ con diode như thế này. Bây giờ thì mình sẽ câu cái điện áp AC vào hai đầu chân của diode. Đây là trước khi câu thì mình sẽ cắm điện vào và mình đo xem là cái mức nguồn này có những cái điện áp nào các bạn nhé. Mình cắm vào mình đo cho các bạn xem này. Rồi, và mình đo hai đầu này thì nó ra là điện áp bao nhiêu V đây ạ. mười hai V, 13V, và đầu này cũng là 13V. Và bây giờ thì mình sẽ tạo cái điện áp 13V này từ AC
chuyển sang điện áp DC, và từ điện áp 12V này và từ nguồn 12V AC thì mình sẽ hạ xuống, chuyển đổi qua con hạ xuống để mình lấy cái điện áp xuống còn 5V các bạn ạ. Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ đấu nguồn AC vào hai chân giữa của con diode cầu này để tôi lấy ra cái điện áp ở đầu ra của nó là điện áp DC. Rồi. Để mà tạo xung loại bỏ được cái tạp âm thì ở trên thân cái con diode cầu đầu ra này thì nó có nguồn âm dương, thì lúc này thì mình sẽ có một cái tụ lọc nguồn các bạn ạ. Tụ lọc nguồn là ngụ 25V và 4700 mi. Cái số mi này, pha ra này nó càng cao thì nó lọc được càng tốt các bạn ạ, nó lọc được càng nhiều. Cho nên là những cái âm ni ấy, khi mà các bạn mà mở một cái âm ni ra các bạn xem thì các bạn sẽ để ý đến cái tụ người ta, cái tụ của người ta nắp vào những cái bộ âm ni, khuếch đại âm ni. Tụ nó rất mi, số mi của nó rất là cao, thường nó là 10.000 mi. Những cái con này của mình thì mình chỉ là tạo ra những cái nguồn nó bé, tạo ra cái mạch công suất nó bé, cho nên là mình chỉ cần cái tụ 4.700 mi nó cũng rất là tốt rồi các bạn ạ. Và mình sẽ đấu hai đầu tụ. Khi mà các bạn đấu hai đầu tụ như thế này thì các bạn lưu ý hộ tôi cái nguồn âm dương các bạn nhé. Cái nguồn âm và nguồn dương, cái đầu tụ âm dương ấy thì các bạn phải đấu đúng, đấu sai thì nó sẽ phải hỏng tụ, nóng tụ và nó sẽ nổ tụ ngay, nó sai phân cực đấy các bạn. Đây, mình sẽ đầu tụ này thì mình sẽ đấu cái đầu tụ này vào đây. Ở trên thân con diode cầu này thì người ta ghi rõ là hai cái mức điện áp, một là điện áp âm và điện áp dương. Thì cái mức điện áp âm thì tôi cũng sẽ lấy hai sợi dây nguồn này, thì mình sẽ lấy hai sợi dây nguồn âm và nguồn dương, và mình lấy hai phân biệt hai màu luôn để cho nó dễ các bạn là đấu không vào cái mạch công suất nó không bị sai. Tôi sẽ đấu ở đây. Các bạn đang xem kênh YouTube của Trung tâm Bảo hành Điện tử Thái Bình. Mình luôn làm những cái video sáng tạo tiện ích và cũng như sửa chữa thực tế nhất để mong để cùng mọi người hỗ trợ được các bạn được phần nào trong cuộc sống, trong vấn đề về công nghệ. Những cái gì mình biết được mình sẽ chia sẻ rất thiết thực cho các bạn. Đây, mình sẽ đấu vào âm tụ. Và dây dương thì mình sẽ đấu vào dương tụ. Rồi, lúc này thì mình đã qua một con diode cầu và qua một cái tụ lọc nguồn thì mình sẽ có một cái điện áp đầu ra của nó là điện áp DC. Bây giờ mình đang đo AC đúng không các bạn? Bây giờ tôi sẽ đo cái điện áp DC. Rồi, cái điện áp AC thì thường nó là 12V, 12 đến 13V về AC. Nhưng mà khi mà các bạn lọc ra đường điện áp một chiều thì cái điện áp này nó phải lên tầm 15V trở lên các bạn, tầm 15V. Đây mình sẽ đo này, một bên âm và một bên dương, nó lên 17V các bạn ạ. Đấy, từ điện áp hình sin thì nó sẽ tạo ra một cái điện áp hình tạo một cái đường thẳng
Rồi ok. Vậy là mình đã tạo ra một cái nguồn cấp cho cái mạch công suất này rồi. Bây giờ cái việc tiếp theo của mình thì mình sẽ làm một cái, mình có một cái con IC hạ áp ạ các bạn ạ. Con hạ áp con 7805. Là con này thông dụng bán thị trường nó chỉ có mấy nghìn một con thôi. Thì thông thường của nó là chân số 1 là chân điện áp vào, chân số 2 là mát và chân số 3 là điện áp ra. Thì lúc này thì mình sẽ lấy cùng một cái chân mát chung. Mình sẽ làm một cái mát chung cho cái mạch này. Và mình sẽ tạo ra một cái điện áp, mình sẽ tạo ra một cái điện áp hạ áp 5V. Rồi con bị con công suất này, con ấy là của mình có vẻ hơi to. Con diode cầu này của mình hơi to. Và mình sẽ tạo có một cái tụ. Và một cái tụ nọc như thế này. Tụ nọc thì dương thì mình đấu với dương, còn âm thì mình đấu với âm như thế này. Tôi sẽ bẻ các chân này lên để đấu mình hàn cho nó dễ. Rồi. Còn cái đường ra thì nó đường ra là đường nguồn ra 5V rồi. Đây mình sẽ phải đấu đúng chiều âm dương các bạn nhé. Bởi vì nguồn của nó là nguồn đầu vào của nó là đang là nguồn AC. Thì các bạn phải tạo ra một cái điện áp DC, nguồn xoay xoay chiều và nguồn một chiều. Điện áp một chiều là điện áp có âm dương và điện áp xoay chiều là điện áp không có âm có dương. Tôi sẽ hàn con tụ này vào đây trước các bạn. Đây các bạn này. Đây các bạn này. Mình sẽ đấu vào con diode này vào chân chân số 1 của con 7805 và chân thứ 2 là mát, chân thứ 3 là điện áp ra hạ áp 5V. Bây giờ mình sẽ cắm điện vào mà mình sẽ lấy cái nguồn 12V. Để mình tạo ra cái nguồn phụ tiếp, nguồn 5V cấp cho cái rồi tôi đang đo xoay chiều, tôi phải đo hai đầu dây này xem là bao nhiêu vôn các bạn. Rồi 11V các bạn này, 12V này. Rồi. 1V AC. Tôi sẽ tận dụng cái dây này. Bây giờ mình sẽ đây, 3 dây. Ok, mình sẽ lấy một cái nguồn này. Hai cái nguồn ra là nó là 24V. Mình đang tạo cái nguồn hạ áp 5V để cấp cho cấp cho tạo nguồn 5V để cấp cho mạch của nó tốt các bạn ạ. Cấp cho mạch nhận tín hiệu Bluetooth. Rồi. Và mình một đầu mình sẽ đấu vào chân giữa, chân mát. Và chân thứ hai mình sẽ đấu vào chân đuôi của diode để mình tạo ra cái điện áp AC hạ áp xuống còn 5V các bạn nhá. Rồi ok, như thế này nè. Rồi.
Bây giờ mình sẽ lấy một cái tận dụng hai cái đầu dây này, còn hai đầu dây này mình sẽ cắt ra để mình lấy ra cái điện áp. Mình sẽ hàn vào mạch các bạn ạ, hàn trực tiếp vào mạch. Còn cái cổng USB, đầu USB kia này, để một chút nữa mình sẽ phân tích cái đầu USB này. Khi các bạn đấu vào mạch thì các bạn đấu đúng âm dương của tôi nhé, các bạn đấu sai là nhiều lúc nó sẽ hỏng mạch các bạn. Rồi, bây giờ tôi sẽ hàn vào đây. Tôi sẽ lấy cái điện áp dương ra này, là chân số 3. Rồi, chân số 3. Và chân giữa thì mình hàn tiếp một mối hàn vào chân giữa để mình lấy cái điện áp 5V các bạn. Và mình lấy mát. Lấy mát ra. OK. Vậy là mình đã có hai sợi dây ra tiếp. Đây các bạn xem này, hai sợi này, một là nguồn, có hai nguồn, một nguồn là hạ áp và một nguồn là nguồn 15V cấp cho mạch công suất. Bây giờ tôi sẽ cắm điện vào và tôi đo thử xem là mạch này đã ra OK chưa. Khi mà mình nắn ra thì mình phải để ở nấc thang đồng hồ, nó là điện AC các bạn nhé. Mình sờ linh kiện xem nó nóng không này, rất là mát rồi các bạn. Bây giờ ta sẽ đo một bên là âm, là điện áp âm. Rồi các bạn xem trên đồng hồ của tôi đang thể hiện là 5V 5.02 là cái mạch hạ áp của tôi đã chạy. Và cái nguồn tiếp theo là cái nguồn mười mấy vôn đây này, nguồn 17V là OK rồi này. Đấy, OK. Vậy là tôi đã chế tạo xong một cái mạch hạ áp. Rồi, nhiệm vụ của mình là bây giờ là gì? Tại sao tôi phải chế cái nguồn hạ áp 5V này? Bởi vì cái mạch USB này các bạn này, thì đúng ra thì nó sẽ cắm vào, nó sẽ lấy một cái nguồn. Lúc ra nó sẽ lấy một cái nguồn như kiểu là cái nguồn cục sạc điện thoại này các bạn này. Cục sạc điện thoại mình sẽ cắm vào đây để nó phát tín hiệu Bluetooth đây các bạn ạ. Phát tín hiệu Bluetooth, sau đấy là mình cắm một cái rắc nối tín hiệu ra loa đây để mình cắm vào. Nhưng mà mình không tận dụng cái cục rời này. Mình không tận dụng cái cục rời này thì mình sẽ mở cái này ra và mình sẽ tìm cái chân nguồn. Chân nguồn của cái mạch này nó là chân bao nhiêu. Ở đấy là mình sẽ loại bỏ cái đây, tôi sẽ làm luôn để các bạn xem. Tôi sẽ loại bỏ cái đầu USB này ra để cho nó đỡ rườm rà các bạn. Mình sẽ tháo luôn ra đây. Đấy, mình sẽ tháo ra. Thì lúc này thì mình sẽ phải tìm đến hai cái nguồn của nó, thì để mình biết là cái nguồn nào là nguồn 5V và nguồn nào là nguồn mát. Đấy, 5V là mát.
Thì cái lúc này thì các bạn phải dò hộ tôi. Các bạn phải dò hộ tôi nhá. Xem cái nào nó chạy về âm tụ thì nó là sẽ là mát. Hoặc là các bạn chết mạch này. Chết mạch các bạn đo rất là đơn giản. Thì các bạn hãy, tôi sẽ về để chế độ tít tít này. Chế độ kêu này. Thì thường thường là cái jack mic, cái jack mic này đúng không ạ? Thì cái chân cuối cùng của nó thì lúc nào nó cũng là chân mát. Thì các bạn chờ đâu nó tít tít thì các bạn xem nào. Đồng hồ này tôi đã hết kêu bắt đầu. Rồi cứ đo thông mạch là được rồi. Thì đo sẽ nó cái pin của mình nó hết cho nên là vậy. Tôi sẽ đo nha, như sau. Tôi sẽ tìm đến. Cái nào nó hiện nhảy số lên thì nó là mát thôi. 3.5. Đây mình sẽ đo lại bên đây. Đây các bạn này. Đây này về 0 này, nhảy số về 0 này các bạn này. Đấy. Thì lúc này mình đã xác định được chân mát rồi. Thì mình sẽ đấu một cây chân mát của cái nguồn 5V này vào bên mát này thôi. Các bạn lưu ý hộ tôi là các bạn phải đấu đúng nhá. Đấu sai là cái mạch này nó sẽ bị hỏng đấy. Rồi. Bây giờ các bạn phải tìm đến một cái chân gọi là chân nguồn cấp cho IC này. Để các bạn phân biệt được chân nào là chân dương, chân nào là chân âm. Thì khi mà các bạn đã xác định được chân mát rồi thì nó phải có trở kháng đúng không ạ? Một đầu là chân mát và một đầu là đây có trở kháng đấy các bạn này. Có trở kháng. Đây trở kháng này. Thì các bạn nào không biết thì các bạn lên mạng các bạn tra sơ đồ chân của USB nhé. Đây có trở kháng này. Đây có trở kháng thì chân ngoài cùng đấy là chân dương rồi. Tôi sẽ đấu luôn vào đây. Khi mình đấu mình cắm điện vào mà đèn nó sáng ấy. Cái đèn phát tín hiệu sáng và nó nhận một nút tốt rồi thì nó là ok các bạn. Mình sẽ làm như này nó rất là gọn, nó tổng hợp hết trong một cái bộ mạch luôn. Các bạn gói gọn vào thì nó cực dễ, cực rồi. Còn hai chân giữa thường nó là chân data thì mình sẽ bỏ. Đây các bạn này, nhìn này. Khi mà tôi đấu xong rồi, đấu đúng âm dương xong rồi thì tôi cắm điện tôi thử. Nếu mà có cái đèn đỏ nó sáng ở đây. Đèn đỏ nó sáng và các bạn sẽ lấy điện thoại ra các bạn thử. Nếu mà ok rồi thì cái bước này coi như mình đã hoàn thành. Đây các bạn này. Các bạn xem là có đèn xanh được đúng không các bạn? Đấy, khi mà mình làm thì đã có đèn xanh chớp chớp này. Chớp chớp. Và lúc này thì các bạn sẽ lấy điện thoại ra. Đây các bạn xem này. Rồi. Vậy là mình đã đấu đúng nguồn âm dương đúng không các bạn? Nhiệm vụ của tôi bây giờ là phải cần một đôi loa. Và tôi đã sẽ đấu cái mạch công suất này vào. Đấy nhá, mình mua một cái nhận Bluetooth nhá các bạn nhá. Cái nhận audio Bluetooth qua audio này. Và nó có một cái jack 3.5 ở đây. Jack 3.5 đây này. Thì mình tiện thì mình sẽ câu trước cái jack 3.5 này vào rồi. Bây giờ mình sẽ đấu nguồn vào các bạn nhá. Mình đấu nguồn vào và mình thử cho các bạn xem. Đây. Mình sẽ cắm cái jack 3.5 này vào đây. 3.5 vào đây ạ. À, mình sẽ câu nguồn cho cái mạch công suất tiếng này. Mạch công suất tiếng này nó cũng phải được mấy chục watt đấy các bạn ạ, rất khỏe. Rồi cái nguồn cấp cho cái con công suất này, nguồn cấp cho bao công suất này thì các bạn ở trên cái thông số kỹ thuật này thì người ta ghi rõ hết trên đây rồi. Cộng trừ nguồn vào và audio nép right này, trái phải và out có 4 cổng ra. Cái mạch công suất này của mình 4 cổng ra thì video trước mình đã giới thiệu với các bạn rồi. Là có 4 cổng ra và nó chạy con IC xem nào, IC gì đây. Tối quá mình không nhìn được rõ được. Con IC Teria 7388. Con IC công suất, con này nó hay thông rất là thông dụng và nó chạy ở những cái
cái nguồn của cái ngồi trên xe ô tô đó các bạn ạ. Xe ô tô mà các bạn đi xe ô tô mà các bạn nghe những cái bài hát mà rất là hay ấy, ở trong xe nghe rất hay và ấm, thì chính là nó đấy các bạn ạ. Và con này đang tích điện, cái tụ nó vẫn đang tích điện cho nên là mình cắm vào nó sẽ bị chẹt một cái, nhưng không sao, nó không hỏng được các bạn. Rồi ok, khi mà mình đấu xong thì chắc chắn là sẽ có nguồn rồi các bạn. Nhất là nguồn vào nó tốt là mình ok này, có rồi này. Nguồn chính này, cấp cho công suất này ok. Và bây giờ mình lấy một đôi loa tạm, loa của mình ra và mình sẽ đấu cái cổng ra. Sau đó là mà các bạn xem. Rồi, lúc này thì mình sẽ có những cái đôi loa. Con mạch này của mình thì nó có thể nó chạy được 4 loa các bạn ạ. 4 loa và 4 kênh khác nhau. Thì lúc này tôi sẽ đấu này, tôi sẽ đấu từng kênh một. Các bạn sẽ đấu từng loa một của tôi. Mạch này nó công suất rất là lớn. Và các bạn mà đấu loa thì các bạn đấu đúng âm dương thì nghe nó hay hơn các bạn nhé. Đây, có 4 chấu này, 1, 2, từng cặp một đấy các bạn. Đấy, sẽ đấu vào. Đấy, một cặp. Đây, loa nữa này. Sẽ đấu, mình sẽ nhìn rõ bên nào âm dương. Nói nghe nhạc thì các bạn đấu đúng âm dương thì nghe nó hay hơn các bạn ạ. Nghe nó hay hơn. Ok là các bạn này. Đấy. Làm xong như này rồi thì khi mà mình thử xong, thành công xong thì các bạn có thể đấu vào một cái hộp. Mình thì hay nhờ, bởi vì mình quen những anh em làm, mấy anh bạn của mình làm chạm trổ với các bạn, thì mình sẽ tạo nhờ anh ấy, nhờ anh ấy chạm cho một cái hộp rất là xinh và chạm khắc ở trên đấy. Đấy là mình sẽ bỏ vào trong mình làm, nó hay lắm các bạn. Nói chung là làm cái này thì nó là tư duy ý tưởng thôi. Còn khi mà các bạn chế xong như này rồi đấy, thứ nhất là cái cục pin áp này của mình nhá, mình chọn cục pin áp rất là khỏe, to khỏe. Đây, như thế này thì mình đã, đúng ra thì sẽ có một cái loa nữa, 4 cái, 4 cổng 4 cái. Thì tạm thời mình sẽ cho nó vận hành đã, để xem nó đã ok chưa các bạn nhá. Tạm thời đã cho vận hành đã này. Rồi, mạch Bluetooth này mình kiểm tra lại một lần nữa. Rồi, mình sẽ để gọn cái dụng cụ làm việc của mình vào và mình sẽ thử cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ cắm điện các bạn nhé. Rồi, có nguồn này. Rồi, tôi sẽ đấu lạnh. Mình sẽ kết nối Bluetooth. Mình sẽ kết nối các bạn. Xem nào. Hình như là cái mạch Bluetooth này của mình đã kết nối một lần rồi. Đã kết nối rồi các bạn này. Đấy. Khi mà mình đã đấu có nguồn cho nó rồi và có đèn xanh rồi này các bạn này, thì cái mạch của mình là ngày trước đây là mình kết nối một lần rồi. Chính vì vậy mà chắc là video trước đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ đấu lạnh cho nó. Mình sẽ đấu lạnh, mình sẽ mở một cái nhạc cà phê đi. Các bạn nghe thử. Mình không dám mở dài bởi vì sợ người ta bắt bản quyền đấy các bạn ạ, bắt bản quyền. Bây giờ mình sẽ câu lệnh, đấu lệnh cho con loa này nó chạy. Đấy, pục pục này, có tín hiệu này và không có một tiếng ù nào các bạn nhé, không có một tí ù nào, rất hay đấy. Đây này, mình bật lên này. Hay chưa các bạn?
cực hay luôn các bạn này. Đấy, bằng anh chiếc Bernard TV của mình. Và cực khỏe các bạn nhé. Nghe hay đúng các bạn. Đấy, rất hay đúng các bạn nhé. Đấy, và thực ra mà mình không, thực ra nghe nhạc thì nghe bình thường thôi, nhưng mà mình không dám mở nhiều, bởi vì người ta mở nhiều mà đưa lên như thế này thì rất hay bị gậy bản quyền các bạn ạ. Bên YouTube nó rất là người ta sẽ rất là nghiệt về vấn đề đấy. Và các bạn xem nghe này, tôi để gần cho các bạn xem những con đô loa khi mà kết nối vào nó không bị có một tiếng rè, tiếng ù nào hết nhá, bởi vì mình làm những cái con tụ này, tụ nọc nguồn này rất là to, và cục biến áp của mình đấy rất to, và nghe như này rất hay. Đây, mình sẽ bật lại cho các bạn nghe thử một lần nữa này. Đấy, đấy, rất hay đúng không các bạn. Đấy, thì hôm nay mình làm một cái video clip giới thiệu với các bạn bằng công nghệ chế tạo của mình, đó là chế một cái mạch của Bluetooth rất là hay, độc đáo các bạn nhé. Đây các bạn xem này. Đầu tiên thì mình sẽ chế một cái bộ phận cấp hạ áp từ 12V xuống còn 5V. Đấy, thì video này thì mình chế tạo cho nó vui thôi. Đấy, bây giờ cái này nhá, cái này thì các bạn sẽ, mình sẽ làm một cái hộp trong hết trong hộp gỗ các bạn. Cái đấy là mình nhét vào, mình cho hai cái đầu này rắc 3,5 này ra, hoặc là mình cho hết vào bên trong, bởi vì là mình chỉ cái này mạch của mình đã nhận Bluetooth rồi, cho nên mình sẽ gói vào trong một cục gỗ và mình sẽ làm những cái rắc đấu chỉ đấu ra loa ra ngoài thôi các bạn ạ. Thì nó rất là gọn và nhìn rất là đẹp. Đấy, thì hôm nay mình làm một cái video ngắn. Video này thực ra mình là đấu nó tương đối là lâu, bởi vì nó chế cái nguồn làm từ A đến Z cho các bạn như thế này, thì các bạn xem thì nó mất thời gian, mình nghĩ là nó rơi vào tầm 30-40 phút đấy, hơn 30 phút. Đấy, thì mình sẽ tạo những, có thứ nhất là cục biến áp của các bạn phải khỏe nhá, phải có một cục biến áp khỏe một chút, sau đấy là cái tụ nọc nguồn phải to, thì lúc này thì các bạn làm này nó mới thành công được. Sau khi mà mình đã sửa xong rồi thì mình đã có một cái loa rất là to các bạn ạ. Mình sẽ vận hành xong rồi, mình sẽ câu một cái đôi loa to này. Và các bạn xem này, mình tận dụng được có một cái loa vi tính, nó bát rất là to nha các bạn nhá. Đây, mình sẽ quay xa ra, quay xa ra các bạn xem cho nó rõ này. Đây là công nghệ chế tạo của mình. Ok chưa các bạn? Đúng chạy 4 kênh luôn các bạn nhá. Một cục loa súp và loa vi tính này. Nhận một Bluetooth này, công suất chạy 4 loa 4 kênh, 4 kênh và một cụm biến áp, nọc nguồn, hạ áp. Rồi, tôi sẽ cho hoạt động thử các bạn nhé. Rồi, mạch Bluetooth của mình đang khởi động. Chờ một chút xem, mình sẽ kết nối Bluetooth này. Tôi mở nhạc sống các bạn nhé. Tôi mở nhạc sống đi, nhạc sống thôn quê đi các bạn. Rồi, trước khi cho chạy thì mình sẽ phải có nạch mở nguồn các bạn ạ. Con này nó có, cái mạch này rất là hay, có cả nạch mở nguồn. Rồi, ok. Cực hay luôn các bạn ạ. Quá đẳng cấp luôn các bạn. Đấy, rất hay đúng không các bạn. Vâng. Và loa trống này nó cũng rất khỏe nha các bạn nhé. Và không có một tiếng ù nào. Các bạn nghe này, các bạn xem không có tiếng ù nào. Đấy. Và bây giờ nhiệm vụ của mình là sao? Nhiệm vụ của mình là chỉ cần chế một cái hộp gỗ, sau đó là mình sẽ nhờ các anh bạn của mình sẽ chạm chỗ đóng trong một cái hộp rất là đẹp các bạn. Chỉ cần vậy thôi là mình đã có một bộ loa của Bluetooth nghe cực hay rồi. Đấy, nghe rất hay. Bây giờ tôi bật lại thử nhạc. Mình không dám bật lâu bởi vì là mình rất là sợ bản quyền các bạn ạ. Bản quyền mà nó xóa kênh YouTube của mình đi rất là dở hơi. Cho nên là tất cả mọi người thử loa mình không dám bật bản quyền bật nhạc quá lâu và nhạc quá độc. Đây bây giờ mình bật thử nhạc remix, nhạc sống Hà Tây này.
Đấy, rất hay đúng không các bạn? Đấy. Rồi, vậy hôm nay mình xin tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Các bạn xem video của tôi, các bạn thấy hay các bạn hãy ủng hộ kênh nhé các bạn nhé. Đăng ký ủng hộ cũng như chia sẻ hộ mình các bạn nhé.